Diễn tập KN-21 tại tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban Hàng không Dân dụng Quốc gia cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức. Đến nay, tất cả các cơ quan đơn vị liên quan đã sẵn sàng để diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thời gian qua, các đơn vị tham gia diễn tập KN-21 đã khẩn trương chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, triển khai luyện tập các phương án, tình huống có trong kế hoạch. Trong quá trình luyện tập, thường xuyên nghe ý kiến của ban chỉ đạo và các đồng chí trong ban chỉ huy để điều chỉnh bổ sung phương án, sau đó là luyện tập. Và chúng tôi tin tưởng rằng với kết quả luyện tập như vậy thì cuộc diễn tập sẽ thành công tốt đẹp và bảo đảm an toàn tuyệt đối theo cái phương án và kế hoạch. Với các tình huống đặt ra, trong thời gian ngắn, lực lượng tác chiến điện tử ngay lập tức xác định các vị trí, triển khai khí tài trang bị, nhanh chóng khống chế số lượng máy bay không người lái và bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý. Qua cuộc diễn tập này cũng là một nội dung để kiểm tra, đánh giá về chất lượng, hiệu quả, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Ngoài tác chiến điện tử, các đơn vị khác thuộc quân chủng phòng không không quân như sư đoàn 377, 372, trung đoàn radar, tên lửa 236, lữ đoàn thông tin 132 thuộc binh chủng thông tin liên lạc, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ sát với yêu cầu của ban chỉ đạo đưa ra. Thời tiết nó cũng có nhiều thay đổi thất thường, nắng mưa, nhưng mà anh em trong trung đội cũng xác định rõ cái tinh thần trách nhiệm và xác định rõ cái mục đích của cuộc diễn tập lần này, cố gắng làm sao cho phục vụ tốt nhất trong cái cuộc diễn tập lần này, đạt kết quả thành công tốt nhất. Diễn tập KN-21 nhằm chỉ ra những hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung vào kế hoạch huấn luyện, chiến đấu cho các đơn vị.